mong rằng đây là một cái clip để ôn lại kỷ niệm chợ Tân Phước, Phú Thọ Lò Gia gửi tới bác, anh, đặc biệt anh chị và các bạn, để cùng Sinh Y lang thang ngắm nhìn Sài Gòn nói chung, Bình Thới nói riêng, cụ thể là chợ Tân Phước, để chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa. Và một lần nữa, Sinh Y cũng kính chúc anh chị và các bạn luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe. Chẳng chờ thạp phô buôn bán như thế này. Dạ. Xin nó đoan á. Đó, chào chị nè, vẫy vẫy tay chào nè. Dạ. Rất là nhiều nè. Sòi keo Thái 15.000 một ký nè. Nhãn 10.000. Đó. Ổi ngọt 12.000. Có giá hết. Sòi cát 20.000. Dạ. Người ta về mới đúng quy trình đó, đúng không anh? Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Thấy hạch, dưa leo, khoai lang, bận, xoài, mận cầu, sầu riêng, khoai lang, tôm, cá dưa hồng, cá lóc, men chảo lòng, bánh canh, hủ tiếu mì, bò kho, bún xương, hủ tiếu, dưa mắm, vân vân. Đi mé bên kia, không, dạ, dạ. Giờ con đi qua đường 79. Hello, Sinh Y xin chào anh chị và các bạn. Sinh Y rất là vui anh chị đã quay lại kênh Sinh Y. Hiện tại Sinh Y đứng trên con đường Âu Cơ thuộc phường 14, Bình Thới. Và cái hướng này thì chúng ta về trường Đô Phú Thọ, có con đường Lê Đại Hành để ra con đường 3 tháng 2, Trần Quốc Toản năm xưa. Và một buổi sáng tinh mơ, Sinh Y đang bên tách cà phê nghe bản nhạc du dương buổi sáng thì có một cái số lạ phone cho Sinh Y và Sinh Y bắt máy. Thế là gặp một người anh đơn thương và người anh có gửi lời yêu cầu Sinh Y là quay chợ Tân Phước để gửi cho mẹ. Năm nay thì mẹ cũng lớn tuổi, muốn nhìn lại cảnh vật quê hương. Thì con cũng xin chào bác, hôm nay con sẽ đi từ từ vào chợ Tân Phước, nơi bác có rất là nhiều kỷ niệm. Và Sinh Y hy vọng rằng đây là món ăn tinh thần để bác luôn lúc nào vui, an vui và đặc biệt là mạnh khỏe. Nhân đó thì Sinh Y cũng mời anh chị và các bạn cùng với Sinh Y để rảo bước. Chúng ta sẽ đi vào chợ Tân Phước ở trên con đường Âu Cơ này. Trước mặt anh chị đó là chùa Giác Sách, một ngôi chùa có rất là lâu rồi anh chị, trên con đường Âu Cơ này. Theo một số thông tin thì Sinh Y được biết á, cái chợ Tân Phước là cái tên sau này, ngày xưa là nó có tên là Phú Thọ Lò Gia. Nơi đây thì làm có những cái lò thuộc gia làm thủy tinh rất là nhiều và người ta bán hàng men theo con đường này, con đường Âu Cơ này. Và cái hướng này chúng ta sẽ về trường Đô Phú Thọ, và cái hướng ngược lại thì chúng ta sẽ về khu vực Tân Bình, Tân Phú nha anh chị. Cứ làm những cái video này thì Sinh Y cảm thấy rất là xúc động. Mình làm gì cho ai thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tuy rằng coi như là ngày thường thì quay những cái cảnh kia, nhưng mà nó có một cái những cái gì mà làm cho đặc biệt những người lớn tuổi thì Sinh Y cảm thấy rất là an vui trong lòng và sẵn sàng thực hiện và thực hiện ngay để bác vào trong. Thì nghe anh kể thì anh ở bên cái con đường 79 đằng kia, thì Sinh Y cũng muốn rảo bước đi từ từ, từng bước một để bác ngắm về đường phố. Các anh chị cùng đi với Sinh Y nha. Ở đây thì bán cam, mấy bữa nay cam thì rất là đắt, cung cấp vitamin C cho mọi người. Và đặc biệt ở đây thì nó bán những cái giò heo quay, vịt quay, heo quay rất là nhiều. Lấy cây nhỏ nhất á.
nghe mấy chú dự xe đó nói phía sau là ngày xưa là cái bãi rác và tiểu thương thì buôn bán dọc hai bên đường, nhưng mà bây giờ trở thành một cái lòng chợ nhỏ và chợ này chỉ nhóm vào buổi sáng thôi. Chợ Tân Phước số 126, bên kia là hẻm 49 và những cái dãy phố bác anh xem có cái gì thay đổi hay không. Cơm gà Hải Nam, cơm gà chắc sau này đấy. Rồi chúng ta sẽ vào chợ. Con mời bác đi theo con nha, để vào chợ. Dạ con đi nha. Dạ. Đây, khi vào chợ thì hai bên thì gửi xe. Dạ. Dạ sao ạ? Dạ dạ dạ. Dạ dạ, con cảm ơn. Dạ. Dạ dạ. Đó. Dạ hình ảnh cái chợ Tân Phước đây. Chợ này chỉ nhóm buổi sáng thôi, buổi chiều thì có những cái sạp khô còn lại thôi. Chợ này có hai ngõ tẻ thì có thể là trước mắt thì mình sẽ đi vào lòng chợ hai bên. Không biết đi như thế nào. Cứ đi thẳng đi. Cảnh chợ sạp khô buôn bán như thế này. Ở trên có là mái tôn. Và như anh chị cũng biết, khu vực Bình Thới, quận 11 thì người Hoa sống rất là nhiều, người Việt Hoa. Anh có nhắn gửi thì người cháu hay người em sống ở phía sau. Cái cạnh chợ. Dạ đây phía sau. Bây giờ thì khoảng 9:30 buổi sáng. Sunny sẽ lia bên đây một lát, mình sẽ đi ngược lại. Cảm chè 4, chợ này cũng dài. Ở đây có một cái chung cư nhà nghỉ gì đây. Chợ này rất là dài anh chị. Sương xa, sương sáo hộp lụ. Ở đây có một cái nhà trọ chung cư và ở dưới người ta có làm cái dạng như cái ốt nhỏ nhỏ nè cho các tiểu thương thuê trái cây, rau củ quả. Thịt cá mắm muối. Vài thông tin thì ngày xưa ở sau đây là một cái bãi rác rất lớn, cũng chưa có cái lòng chợ này. Sau này có cái lòng chợ thì một số tiểu thương vào lòng chợ buôn bán. Con đường này là con đường gì? 144/15 hữu cơ. Nó rất là dài. Đây, một dòng. Rồi Sunny sẽ mời anh chị quay lại nha. Mình đi qua mé bên kia. Chợ cái khu Phú Thọ Lò Gia hồi xưa thuộc gia nghe nói là thúi lắm. Đây ngay chỗ chị bán cá nè, cá rất tươi. Ở đây thì bây giờ thì cá thì mua thì người ta mừng sẵn hết cho mình không cần làm nữa. Cái chợ này cô buôn bán ở đây lâu chưa chị đó? Lâu rồi hả? Mấy hôm nay bán được không?
Ê quá hả? Có ai ghé một cái hà nhìn nó nhóc hết trơn nè. Cái chợ này nó dài ghê ha. Ở đây hồi xưa thì nghe nói là mấy chú nói là Phú Thọ Lò Gia. Hồi xưa cái tên đó, hồi xưa. Đúng Lò Gia ở đây không ạ? À. Dạ cảm ơn. Dạ. Thôi chúc mua may bán đắt. Chị ơi, biết như thế thôi. Chú lên cái chị trên mạng rồi cho con. Dạ. À, thì mình cứ nói là chợ Tân Phước thì nó ra. Chợ Tân Phước là cái gì? Chợ Tân Phước. Rồi. Coi như là cái kênh gì á? À cái kênh Sunny Đoàn. Sunny ánh mặt trời đó, Sunny, Sunny Đoàn. Dạ, là ra. Trời này là Sunny Đoàn. Xin nó đoan đó. Rồi, chào chị nè, vẫy vẫy tay chào nè. Rồi, chào chào. À. Đó thì đôi khi thì tiểu thương chủ động tiếp xúc thì mình sẽ tiếp xúc. Người ta thuê ở đây là bán cá rất là nhiều nè. Sòi keo Thái 15.000 một ký nè, nhãn 10.000, đó, ổi ngọt 12.000, có giá hết. Sòi cát 20.000, nho 20.000, ở đây có giá niêm yết hết, nó cũng dễ dàng mua cho anh chị. Chợ Tân Phước nha anh chị ha. Cảm ơn chú. Có yếu là chợ địa phương nên chị để phục vụ cho người dân Bình Thới thôi. Đối với Bình Thới thì có rất là nhiều chợ, chợ Phường, chợ Bình Thới, chợ Tân Phước, chợ Kim Xanh, đó. Đó, những cái chợ. Dạ quay về cái chợ. Cái chợ coi nó đắt hay thế, nãy giờ ngồi không bán cũng gì được chứ. Mấy bữa thì bán được không chị? Cũng vậy, quay thịt nó bán hết đi. Bây giờ mượn tiền người ta hết cho luôn rồi. Chấm tháo hổ tra, chấm cho quay thịt, chấm chạy quay ó vậy được rồi, vậy được rồi. Đó, quay. Vậy nó mới gọi thời trang ngày hôm nay nè, là phải có cái này. À, mấy bữa nay phải có cái này. À, mấy nay chị bán được không? Được. À chạy áo trang lên thay mặt mà mất bán lên TV. Ừ. Mày quay lên trường hình mà mày lấy ra miệng mày quay nó anh con nhỏ này nó không có giữ rồi. Vậy sinh năng còn ở được phẩm bây giờ đang bị cúm. Dạ. Không đeo khẩu trang cứ quay trực tiếp nó đi. Rồi nói. Dạ. Đó nói này. Người ta gì mới đúng quy trình đó là đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Kể đâu có gì đâu, mình làm việc đúng mà đâu anh, đúng không? Dạ dạ. Thôi, nói ế. Chị mua mây bán đắt nha. Đúng rồi. Dạ dạ. Quay xong rồi bán đắt anh ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Con nha. Em đi nha. Này, anh quay con nhỏ này nè, nó không có đeo khẩu trang. Đâu quay em cái này. Quay nhà con này. Đó. Thấy. Có đây là ai cũng đeo này đâu. Ơi tổng chào. Dạ. À bán tuổi chút yếu là bán cho dân địa phương thôi anh chị. À mấy hôm nay thì xin đi chợ thì thấy một số tiểu thương thì than hơi nhiều anh chị. Cái cây. Bán khế đầy đủ hết, bán mụn cầu, quýt. Ở đây là cái quầy thịt cá, lát Sunny sẽ đi vào cái quầy thịt cá này. Nho, lụ, một trời trái lụ như ngày xưa trái lụ thì lớn nhỏ thôi, bây giờ trái lụ như lụ đẹn. Đây, khu vực bán quần áo. Thì dài dài anh nói thì phía sau thì có một cái nhà người em nên xin đi cứ quay, mong rằng bác sẽ nhìn ra cái khu vực này. Ở đây bán gạo, bán hoa, nước mía,
chợ đáng xen trong những cái hẻm như thế này. Vô cái hẻm này nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi ra phía trước hình như là đường Âu Cơ thì phải. Cái hẻm này là hẻm bao nhiêu? Đó, khoa lang nè, sầu riêng, táo. Ở chợ này bán rất là nhiều anh chị, bán đủ hết. Đó. À, kia là hành, dưa leo, khoai lang, bận, xoài, mận cầu, sầu riêng, khoai lang. Đây là 86 Âu Cơ và chúng ta trước mặt chúng ta đó là một con đường Âu Cơ. Một con đường này thì chiều cũng kẹt xe cũng nhiều lắm. Rồi chúng ta lại vào chợ. Xin Y cũng xin lỗi anh chị vì cái clip này Xin Y cứ đi tới đi lui. Đôi khi mình đặt vào cái tình cảm mình vào cái clip đó, mình quay cho ai đó một cái cảnh vật gì đó thì mình phải đi tới đi lui. Đôi khi lia bên đây không quay được bên kia thì mình sẽ làm cho nó trọn vẹn. Cái đó là cái tấm chân tình của Xin Y. Thường thường mình làm cái gì nó phải có cái tình cái. Nếu quay mà hời hợt thì không đúng với cái kênh của Xin Y. Rồi, mời anh chị vào chợ nha. Chúng ta sẽ mang theo cái chợ cá hẻm 86 Âu Cơ. Xin Y cũng nghe nói về cái lò da ngày xưa ở khu vực này, bữa nay thì mới khám phá. Và chợ Tân Phước thì nó cũng nó cái tên sau này thôi anh chị. Phú Thọ Lò Da, chợ Phú Thọ Lò Da. Khi mà đi ngang mình không để ý trên đường Âu Cơ đó thì chỉ cái ào qua thì cái bảng tên chợ thì nó lọt thỏm vào trong, mình không để ý đâu. Đây là khu vực bán thịt cá, mình sẽ đi vào trong cái khu vực này nha. Bán sạch khô, cá sạch khô bán rất là nhiều. Cá thịt khô. Tôm, cá diêu hồng, cá lóc, cá rê. Đây là quầy thịt. Mình đi qua bên kia thì có một cái quầy ăn. Nếu anh chị mà khám phá cái chợ này đó, hoặc là cập nhật cho anh chị biết thì cái chợ này chỉ nhóm vào buổi sáng thôi. Đây trong lòng chợ thì bán vải vóc, bún. Đây quầy ăn, quầy ăn phía sau thôi. Cho tròn vẹn thì Xin Y sẽ đi ra phía sau nha. Phía sau một tí, đây là quầy ăn. Có những cái bàn xi măng, cái bệ xi măng. Men, cháo lòng, bánh canh, hủ tiếu, mì, bò kho, bún xương, hủ tiếu, dưa mắm, vân vân. Một cái chỗ quầy ăn ở chợ Tân Phước nó cũng bé bé thôi. Có cái ghế nhựa để ngồi thưởng thức. Rồi, chào. Rồi, đi tiếp nha. Đó. Thì ở trên thì mái tôn, sườn sắt, những cái kèo bằng sắt. Ký ót này đóng cửa, những ký ót nhỏ nhỏ nè. Chợ này cũng nhỏ anh chị, nhưng mà nhỏ nó có vỏ, nó có nhiều kỷ niệm. Nghe Phú Thọ Lò Da thì mình sẽ nhiều cái nó cũng ôn lại kỷ niệm. Chợ, cái này nhìn giống như nét chợ quê vậy đó. Rồi, Xin Y sẽ đi vào mé bên kia đường để đi vào con đường 79. Yeah,
chợ rộng ghê á chú, đi mé đi, đi mé bên đi kia không dạ dạ. Giờ con đi qua cái đường 79 dạ. Đó bây giờ thì dẫn anh chị đi mé bên kia đường là con hẻm, nhưng mà bây giờ nó là bảy có giống như đường rồi, đường xe hơi vào được. Đó, bán sầu riêng nơi đây, bán sầu riêng, dưa hấu. Có cái vụ giải cứu nông sản, cụ thể là dưa hấu anh chị. Hẻm 79 trước mặt. Rồi chúng ta qua đường nha. Rồi cái dòng xe đi men theo một tí gì đó. Con đường 79, hẻm 79 để gửi tới anh, tới bác và anh chị đi theo trên đi nha. Dòng xe thấp nập như thế này đó, xin qua đường 85 79. Cái nhà xanh xanh mé trái thì nó cũng vững như cũ nè. Cái nhà kế bên Winmart. Mấy bên nay thì có giải cứu về nông sản anh chị, những cái xe dưa hấu từ Gia Lai, miền Tây đổ về. Thì anh chị cũng biết bây giờ cửa quan biên giới thì chính nó chưa thông, nên chính vì vậy nó cũng rất là ảnh hưởng. Như là cái nhà xưa, xin lỗi anh chị, lâu lâu nói chọt tới chọt lui anh chị cũng thông cảm nha. Video clip này nó không có biên tập trước. Như là nông sản như là dưa hấu, mít, thanh long. Và đường phố thì buổi chiều thì không kẹt xe anh chị, Sài Gòn mấy bữa nay thì không kẹt xe. Hôm nay trời rất là đẹp, trời xanh. Hy vọng rằng đối với con hẻm 79 này, anh chị sẽ nhìn nhận được ngày xưa mình đã từng đi qua anh chị ha, khu vực Bình Thới. Ở đây có một cái trường, không biết là cái trường học này ngày xưa nó tên gì, nhưng mà bây giờ là trường tiểu học Đại Thanh. Theo nhìn nhận thì ngày xưa thì nó chỉ là một cái số cái mảnh đất trống thôi. Tới đây thì xin đi sẽ quay lại. Bác đừng có ngại, anh đừng có ngại, nếu mà xin đi không đi tới cái địa điểm mà bác muốn biết, muốn nhìn ngắm lại thì bác cứ, anh cứ yêu cầu, xin y sẽ làm ngay. Đối với đặc biệt những người lớn tuổi thì mình phải trân trọng. Rồi chúng ta đi qua, nãy lia má bên đây, bây giờ lia má bên đây, nhìn lại. Kết thúc là gì, có thể là chúng ta sẽ vào cái cổng chùa mà đầu clip mà Sunny có quay đó. Đẹp quá, cái clip này chợ bầu trời xanh đẹp quá. Không biết vào hình nó có đẹp giống như thế hay không, khi mà quay được nó rõ ràng nó đẹp như thế này. Nơi bán nhang, giấy tiền vàng bạc. Khi quay đẹp như thế này thì xin đi nó không biết mệt. Rồi chúng ta sẽ nhìn lại cái chợ Tân Phước, cái cổng chợ nó lọt thỏm vô khó nhận ra. Và cái dãy phố bên kia, đi mé bên đây đường. Bánh mì ba tập. Đối với khu vực này thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm vịt quay, heo quay rất là nhiều, má đằng xa. Và đây là cái cổng chợ Tân Phước, Phú Thọ Lò Gia.
Và con đường này thì anh chị cũng chia sẻ con đường hữu cơ này như thế nào. Và theo những cái thập niên năm 90 thì Sydney có lên thì nó nhỏ bé lắm, nó giống như cái vùng ngoại ô, vùng ngoại ô vậy đó. Xin đi tiếp nha, đi tiếp một đoạn nữa để chúng ta sẽ bước vào cái cổng chùa và cái sân chùa, kết thúc cái clip này ở đây. Ở đây có những cái hẻm để đi vào mé bên trong cái sớm mà phía sau chợ chùa Giác Xanh, cổng chùa Giác Xanh. Đường Âu Cơ, phường 14, quận 11. Đây, cổng chùa Giác Xanh. Cái này đường bê tông, ngày xưa chắc là đường đất. Chúng ta vào viếng chùa nhanh chị. Phật Bà Quan Âm, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cạnh chùa. Con thưa với bác, thưa với anh chị, thì đây là những cái công trình mái ngói ngày xưa. Hy vọng rằng đối với những cái công trình, cái chùa này thì bác, anh chị có ở khu vực Bình Thới, quận 11, Âu Cơ, thì phường 14 thì sẽ nhận ra nó vẫn cái lối kiến trúc đó. Đặc biệt cái chùa này ngày xưa thì nó chắc có thể rằng nó nhỏ nhỏ thôi, giống như một cái đình làng. Đây là cái lối kiến trúc mới rồi. Có thể thì Sunny sẽ mời anh chị và các bạn lên cầu thang nha. Cái mái nhà xưa cũ à. Đó. Sunny đứng ở chánh điện mà cảm thấy nó một cái gì đó nó bình an, thanh tịnh. Với cái view này để Sunny lia lại cho bác anh chị xem. Cái khuôn viên chùa rất là rộng và bao bọc xung quanh đang là nhà dân.
phía trước anh chị những cái nhà cao cao, nhà lầu kia là mặt sau của đường Âu Cơ, phía trước là mặt tiền người ta buôn bán. Mé bên đây nữa, khoảng công viên phía trước, xin lỗi anh chị và các bạn, xin đi tới đi lui, đi tới đi lui như thế này để anh chị nhìn ngó cái khu dân cư ở quanh chùa. Cái chùa này nghe nói cũng lâu rồi nên xin đi cũng hơi chi tiết chút xíu, mà đôi khi chi tiết như thế thì nó mới đúng cái gì đó mong muốn của anh chị. Sunny thật sự cảm thấy rất là vui. Sunny cũng muốn nói lời kết cái clip này ở đây. Mong rằng đây là một cái clip để ôn lại kỷ niệm chợ Tân Phước, Phú Thọ Lò Gia, gửi tới bác, anh, đặc biệt anh chị và các bạn, để cùng Sunny lang thang ngắm nhìn Sài Gòn nói chung, Bình Thới nói riêng, cụ thể là chợ Tân Phước, để chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa. Và một lần nữa, Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe. Bác ơi, hôm nay thì con cũng rất là vui thực hiện được cái video clip này gửi tới bác. Hy vọng rằng mọi điều bình an, tốt lành đến gia đình. Bác luôn khỏe, và nếu mà bác có yêu cầu gì đó thì bác cứ kêu anh gọi cho con, thì lúc đó con sẽ sẵn sàng thực hiện cái tình của con đến với bác, đến với anh, đến với anh chị và các bạn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đò. Bye bye.